Chứng rối loạn trầm cảm không còn là bệnh hiếm gặp, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Đây là bệnh thuộc tâm thần học đặc trưng bởi sự rối loạn khí sắc. Bệnh do hoạt động của não bộ bị rối loạn gây nên do một yếu tố tâm lý nào tạo thành những biến đổi bất thường trong suy nghĩ, hành vi, tác phong. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ thường gặp trầm cảm nhiều hơn nam giới với tỷ lệ là gấp đôi. Trầm cảm có nguy hiểm không? Dấu hiệu cảnh báo trầm cảm giai đoạn cuối là thế nào? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Long, chuyên gia tư vấn tâm thần, phòng khám tâm lý, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Palm City sẽ giải thích rõ cho bạn trong video clip này. Độ nguy hiểm của bệnh phụ thuộc vào mức độ bệnh. Bệnh trầm cảm được phân chia thành 3 mức độ: trầm cảm nhẹ, trầm cảm vừa, trầm cảm nặng. Trầm cảm nhẹ có thể tự khỏi nếu được phát hiện kịp thời và có sự hỗ trợ của gia đình. Trầm cảm vừa đôi khi cần dùng đến thuốc nhưng vẫn có khả năng chữa khỏi. Trầm cảm nặng, trầm cảm ở giai đoạn cuối là giai đoạn khó chữa và nguy hiểm nhất. Bệnh nhân có thể có ý định rạch tay trầm cảm hoặc tự sát, cần phải kiên trì điều trị. WHO ước tính mỗi năm có khoảng 850.000 người chết do trầm cảm tự sát. Chỉ 25% trong số này được phát hiện kịp thời và điều trị. Đây là nguyên nhân của hơn 50% trường hợp tự sát, thường gặp ở các đối tượng thất nghiệp, phá sản, ly hôn. Những bệnh nhân trầm cảm nguy cơ tự sát cao đa số ở hai nhóm chính: nam giới trên 50 tuổi sống ở nông thôn, nữ giới trẻ tuổi sống ở thành thị. Tự sát có thể đột ngột hoặc được chuẩn bị trước, âm thầm hoặc báo trước. Như vậy, trầm cảm là chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt khi ở giai đoạn cuối. Người trầm cảm nặng hay trầm cảm ở giai đoạn cuối có hai dấu hiệu chính, kèm theo đó là nhiều triệu chứng đặc trưng của chứng bệnh này. Hai dấu hiệu chính của bệnh trầm cảm nặng là tâm trạng buồn bã, có hoặc không kèm theo triệu chứng hay khóc, bi quan trước mọi việc, không có động lực, giảm hứng thú trong mọi việc, kể cả những hoạt động nằm trong sở thích trước đây. Những triệu chứng đặc trưng liên quan đi kèm như rối loạn giấc ngủ, thay đổi khẩu vị, chuyển động chậm chạp, dễ bị kích động, cảm giác tội lỗi, thất vọng về bản thân, mệt mỏi, khó tập trung, khó thực hiện các công việc thường nhật hàng ngày, suy nghĩ về cái chết, có ý định rạch tay vì trầm cảm hoặc lên kế hoạch tự sát, có dấu hiệu ảo giác, hoang tưởng, nhắc nhiều đến cái chết hoặc nặng hơn là có ý định tự sát. Mật độ của trầm cảm có ý định tự sát cũng khác nhau. Ý định tự sát, ý định rạch tay vì trầm cảm thoáng qua, bất chợt, hoặc có trường hợp lên kế hoạch rõ, ý định tự sát lặp lại nhiều lần. Bệnh nhân có dấu hiệu chuẩn bị các dụng cụ có khả năng tự sát như dao, dây thừng, thuốc độc, thuốc an thần. Hầu hết bệnh nhân trầm cảm giai đoạn cuối đều ngụy định cái chết hoặc có ý định tự sát. Động cơ tự sát của bệnh nhân là mong muốn cao độ chấm dứt một trạng thái cảm xúc đau khổ. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng không thể dự đoán một cách chính xác được bệnh nhân trầm cảm và cố gắng tự sát hay không và khi nào thì họ sẽ tự sát. Việc hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm giai đoạn cuối cần thời gian và kết hợp với rất nhiều các phương pháp như dùng thuốc, liệu pháp tâm lý, vận động, chế độ ăn uống. Trầm cảm nhẹ hoặc vừa có thể chữa khỏi mà không cần dùng thuốc. Điều quan trọng là phải phát hiện bệnh sớm, không để tình trạng chuyển biến sang giai đoạn nặng. Liên hệ hotline Bệnh viện Vinmec Palm City 0243 974 3556 hoặc truy cập website www.vinmec.com để biết thêm thông tin. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.